Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Bây giờ là 8 giờ tối, là khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 10 của câu chuyện Tranh chồng của chị, tác giả Du Phong Vân. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là khó khăn và nguy hiểm của cô gái tên là Thanh Hương bởi vì ngày hôm nay cô bị người ta gài bẫy và người đàn ông bên cạnh cô cũng bị người ta gài bẫy. Câu chuyện gì lại đến với Thanh Hương đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 10. Và quý vị ơi đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hương im lặng, cô không thể nào nhìn thấy ông Mẫn vào lúc này, vậy nên cô không thể nào phát hiện ra được trong ánh mắt của ông có bao nhiêu tia đau lòng và chua xót. Cô chỉ nghĩ đơn giản là ông muốn nhận cô làm con gái nuôi, giống như trước giờ, ông vẫn muốn như vậy. Dạ, con cũng muốn được làm con gái của bác Mẫn, con rất muốn ạ. À? Tốt tốt, con gái ngoan, tốt lắm. Ông Mẫn tắt điện thoại Nhưng vẫn nắm chặt điện thoại trong tay Vành mắt của ông đỏ rực Nước mắt không hẹn mà cùng nhau chảy xuống Xoắn chặt lấy lòng ông Đau đớn đến nghẹt thở Ông đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi Chờ đợi giây phút này từ rất lâu Chỉ một ngày nữa thôi Ông sẽ nhận lại được con gái Là đứa con gái ruột Do chính người vợ đáng thương của ông sinh ra Là em gái ruột của Nam Long là con gái ruột của ông. Mà bên này sau khi tắt máy, Thanh Hương liền lên máy bay, máy bay bắt đầu cất cánh. Nhìn vào cửa sổ nhỏ, nhìn xuống mặt đất dần xa, trong lòng cô không rõ vì sao lại cảm thấy nặng nề và chua xót đến như vậy. Thực ra nếu ngày mai có thể cùng Nam Long trở về gặp bác Mẫn, vậy thì cô sẽ không ngần ngại gọi bác ấy một tiếng ba. Lại nhớ đến lời của chú Nghị Vẫn luôn văng vẳng bên tai cô Ở bất kỳ đâu, ở bất kỳ nơi nào Và bất kỳ trường hợp nào Thì đối riêng với cô An nguy của Nam Long Lúc nào cũng phải đặt trên hàng đầu Giang Nghị cứu rỗi cuộc đời khổ hạnh của cô Là bởi vì muốn đào tạo cô Để cô bảo vệ chu toàn cho Nam Long Vậy nên Nam Long còn sống Thì cô mới được sống Sinh mệnh của cô và Nam Long Không thể nào chia lìa Ánh mắt hẳn lên một tia phức tạp. Thanh Hương nhìn về phía những đám mây xanh ngoài kia, nhớ đến Vũ Đào, lòng cô vô thức nặng chịu. Chuyện này là chuyện riêng của cô với Vương An và Nam Long, là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là đạo làm người. Vậy nên cô không thể nào báo cáo chuyện này cho Vũ Đào được biết. Là bởi vì cô muốn bảo vệ anh khỏi những nguy hiểm không nên thuộc về anh bây giờ cô không chỉ là hương hương của vũ đào mà cô còn là quản lý trung thành của vương an là ám vệ số một bảo vệ nam long vậy nên chỉ hy vọng vũ đào có thể đừng giận cô đừng hận cô và đừng trách cô khi anh phát hiện ra cô hành động nguy hiểm mà không thể nào báo cho anh biết cô thật ra không có cao thượng gì cô cũng sợ chết lắm Cô sợ hối hận, sợ chia lìa, sợ đau nát cõi lòng. Vậy nên cô mới trở về, muốn cùng với Vũ Đào xây dựng tổ ấm. Muốn không phải sống trong tủi phận và tiếc nuối. Nhưng đây là trách nhiệm của cô. Cô là có chơi, có chịu. Cô chấp nhận thân phận này. Cô bắt buộc phải có trách nhiệm với quyết định và sự lựa chọn của cô. Vũ Đào thuộc về cô, nhưng anh lại không thuộc về trách nhiệm của cô với Nam Long. Hơn nữa, với bối cảnh quá chính thống của anh thì anh không được phép liên quan đến những chuyện đen của thế giới ngầm, gây tổn hại đến anh và cả nhà ngoại của anh nữa. Vậy nên cho dù cô phải lấy mạng đổi mạng thì cô cũng quyết bảo vệ anh đến cùng, quyết không để anh vì cô mà bị liên lụy. Vũ Đào, nếu như em không thể nào trở về, xin anh đừng hận em. Xin anh đừng trách em sau khi xuống sân bay thành phố cửu thành hương gọi điện cho vũ đào cô nói với anh là cô phải bay đến thành phố an một chuyến bảo anh hôm nay không cần đợi cô về vũ đào cũng không nghi ngờ gì việc cô thường bay bay về về giữa thành phố là chuyện như cơm bữa anh còn dặn dò cô cẩn thận lát nữa sau khi xong việc anh sẽ gọi cho cô tắt máy thành hương vô thức cảm thấy đau lòng mà càng đau lòng cho vũ đào Cô lại càng quyết tâm bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải sống, bởi vì cô không nỡ nhìn anh phải hy sinh một đời này, cô độc vô ích vì cô. Thành Hương ngay khi tới thành phố Cửu, việc đầu tiên cô làm là tìm đến ông doanh để xin thêm viện trợ, sau đó cô dẫn người đến rừng Cửu Long để gặp tên Mao. Thành phố Cửu này trước kia là địa bàn của tên Mao, nhưng mấy năm trước liền bị Nam Long chiếm đi hơn phân nửa địa bàn làm ăn vậy nên hiện tại lính trong tay nam long ở đây rất nhiều chỉ cần thông báo là tất cả đều sẵn sàng hành động nhưng mà hiện tại thanh hương đang giấu ông mẫn chuyện nam long mất tích vậy nên cô chỉ có thể dẫn theo một nhóm lính tinh nhuệ nhỏ còn lại là mượn lính của ông doanh không thể nào để kinh động đến thành phố a bên kia được vị trí cuối cùng của nam long trước khi mất tích là ở bìa rừng cửu long cũng là đại bàn doanh của tên Mao. Vậy thì chắc chắn Nam Long lúc này đang ở trong khu vực này. Việc Nam Long biến mất ở đây rất kỳ lạ. Bởi vì với tính cách cẩn thận của Nam Long thì chắc chắn không đến đây nếu như không có sự chuẩn bị từ trước. Vậy nên Thanh Hương nghi ngờ Nam Long là đột xuất phải đến đây, không phải là có chủ ý từ đầu. Mà nếu như Nam Long đột nhiên đến đây thì chắc chắn là tên Mao có ý đồ riêng. Tạm thời có thể hắn sẽ không động đến mạng sống của nam long đoàn xe của thanh hương chạy đến bìa rừng cửu long vừa bước vào địa phận rừng cửu long thì từ xa nhìn thấy có một tốp lính chặn xe của cô thanh hương không bước xuống xe cô để cho a hậu thay cô đàm phán với tên cầm đầu nhóm lính cũng không biết rõ hai người này nói với gì nhưng mà chỉ mấy phút sau tên cầm đầu và lính của hắn đã nhường đường cho đoàn xe của thanh hương chạy vào bên trong Lúc xe của cô chạy lướt qua trên mặt tên cầm đầu, thanh hương nhìn thấy tên cầm đầu nhếch một nụ cười đều nhìn cô. Bộ dáng của hắn trông thực sự đáng đánh. A à, hậu này, tên vừa rồi nói gì? A à, hậu nghiêm chỉnh đáp lại cô. Hắn hỏi chúng ta tìm ai có hẹn trước không? Tôi nói là cô Hương của Vương An, hắn mới đồng ý cho chúng ta vào. Giang <laughs> hồ mà đóng kịch cũng giỏi thật. Bao người của chúng ta ở bên ngoài để ý đến tên vừa rồi cho tôi. Rõ. Đoàn xe chạy 5 phút thì sẽ vào một đường đất đỏ. Chạy hết đường đất đỏ này, liền nhìn thấy một con đường rộng rãi hiện ra trước mặt. Chạy được nửa đường rộng rãi thì lại đi vào sâu trong rừng. Xe chạy vào một con đường ngoằn nghèo sóc nầy thì dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng nằm giữa cánh rừng bạt ngàn rộng lớn. Thành Hương và người của cô xuống xe trước khi được vào bên trong tất cả vũ khí mà người của cô đem theo đều được tịch thu và để bên ngoài nhìn thấy một đống vũ khí của mình nằm la liệt dưới đất ánh mắt của cô lạnh dần thanh hương không nói gì chỉ ra hiệu cho a hậu cẩn thận thêm một chút quản gia của tên mao dẫn đường đưa thanh hương vào bên trong đi đến một căn phòng khách rộng lớn, quản gia chỉ để Thanh Hương đưa hai người vào và tất cả những người còn lại đều phải ở bên ngoài. Thanh Hương cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Cô cũng không phải lần đầu tiên chạm mặt với tên Mao. Cô quá hiểu cái tính đa nghi và thận trọng của hắn. Hơn nữa cô đến đây với thế bị động, cô không thể nào đòi hỏi quá đáng, càng không thể nào không nề mặt tên Mao. Trước mắt cô cứ phải nhìn xuống, đợi Nam Long an toàn trở về. Cô không tin là cô không đốt cháy được cả cánh rừng này. Quản gia để Thanh Hương ngồi trong phòng khách đợi chờ. Cô đợi khá lâu, đợi đến khi bản thân cô dần mất đi kiên nhẫn. Thì tên Mao kia mới ung dung bước đến. Tên Mao là một người đàn ông trung niên với nước da màu bánh mật. Ngày đuôi mắt phải có một vết sẹo dài. Vết sẹo này cũng chính là năm đó, trong lúc đánh nhau giành địa bàn tại thành phố Cửu Long, Nam Long đã để lại dấu tích trên khuôn mặt của người đàn ông này. Tên Mao đi tới ghế ngồi xuống. Hắn ta mặc áo choàng tắm để lộ ra vòng ngực đầy lông. Gương mặt trông dữ tợn, đầy vẻ cợt nhả. Mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào thanh hương. Trong mắt hiện lên một tia thèm muốn. Hắn cất giọng nói với cô. Cô Hương, lại gặp nhau rồi nhỉ. Thật là vinh hạnh cho tôi. Khi được tiếp đón Tổng Giám đốc của Vương An đến thăm, nhưng mà không biết vì sao hôm nay cô Hương lại đại giá Quang Lâm tới gặp tôi. Hẳn là có việc gì đấy quan trọng nhỉ. Cần gì cô Hương cứ tự nhiên. Chúng ta dù sao cũng là bạn cũ, lâu ngày gặp lại. Thành Hương ngồi trên cây ghế tổng giám đốc của Vương An không phải là hữu danh vô thực. Bởi vì cô theo chú Nghị đi bàn chuyện làm ăn với đối tác không biết bao nhiêu lần và còn cùng Nam Long lăn lộn khắp các tổ chức lớn nhỏ vậy nên cái sự tự tin trong cô có thừa nếu không nói là gần đạt đến độ tự mãn đối phó với cái tên mao này không khó nếu như trong tay hắn không giữ nam long thì cô đã phi cho hắn mấy cái phi tiêu cắm vào cổ họng của hắn rồi điều chỉnh tâm trạng theo hướng lãnh bạc thanh hương nhìn tên mao cô không vòng vo trực tiếp vào thẳng vấn đề đại ca mao chắc là biết lý do vì sao tôi có mặt tại đây rồi chứ chúng ta là bạn cũ thì ngài còn khách sáo với tôi làm gì một câu đơn giản thôi nam long thiếu gia đang ở đâu tên mao cười cười vẫn là cái bộ dáng ngứa đòn như vậy hắn ngông nghênh thừa nhận với cô cô hương biết tôi giữ nam long thiếu gia mà vẫn đến tìm tôi đòi người sao thế cô nghĩ rằng tôi sẽ thả hắn ra cho cô sao ở đâu lại có cái chuyện đơn giản như vậy chứ Biết ngài không muốn thả người Nên tôi mới đến đây gặp ngài Để thương lượng với ngài đây Thực ra là tôi chưa thông báo Chuyện ngài đang giữ chân Nam Long ở đây Cho Dương Nam Mẫn biết đâu Ngài hiểu rồi đấy Dương Nam Mẫn có thể làm được những gì Ngài nhắm mắt đoán bừa Cũng có thể đoán được có phải không Dừng lại một chút Thành Hương cười nhỏ Ánh mắt của cô sắc lạnh Lời nói rõ ràng và dứt khoát thật ra tôi là vì nề tình bạn cũ giữa chúng ta đấy nên tôi mới ngồi đây cùng với ngài thương lượng ngài muốn nói gì ngài cứ nói đi tôi cho ngài một cơ hội khu rừng này đẹp đẽ như vậy tôi không muốn chim thú ở đây lại mất đi một nơi trú ẩn tốt tiền màu híp mắt nhìn thanh hương hắn ta cảm thấy vô cùng thích thú ánh mắt nhìn thanh hương càng ngày càng sáng hơn cô hương Cô đang uy hiếp tôi đi à? Cô Hương còn nghĩ rằng là tôi sợ chết sao? Không, tôi đâu dám nói ngài sợ chết chứ. Tôi đang nói tôi sợ chết. Với tính cách của Giang Nghị và Dương Nam Mẫn thì làm gì có chuyện tha cho ai? Nếu như ngài mau muốn chết cùng với tôi và Nam Long thì tôi đành chịu thôi. Tất cả cùng biến mất. Một trật tự mới được lập lại. Khi đó cái thành phố này là của ai? Thì ngài mau chắc là ngài đoán được rồi chứ những người ngồi thẳng lưng khóe môi của cô nhếch nhẹ thanh hương cười và đưa ra một miếng mồi thơm cho tên mao kia chỉ bằng tất cả chúng ta cùng chết rồi sau đó để cái thành phố này rơi trọn vào tay dương nam mẫn thì sao đây ngài mao này tại sao ngài lại không trực tiếp nắm giữ tất cả thành phố cửu khi còn sống nhỉ cô hương à Cô đừng đùa. Cô có quyền quyết định được chuyện này sao? Mau tôi, đầu óc dù cho có chậm chạp, thì cũng biết rằng cô Hương không có quyền. Tuyên Mao còn chưa nói hết câu, Thanh Hương liền quăng một tập hồ sơ đến trước mặt hắn. Cô hếch mặt, lạnh lùng nói tiếp. Tổng hết tất cả tài liệu về thành phố này, ngày mau cứ xem thử đi. Xem tôi có quyền hay là không có quyền tên mạo kia nửa tin nửa ngờ nhìn thanh hương hắn lấy tài liệu mở ra xem trong đôi mắt đen kịt kia dần dần hiện lên tia sáng của sự tham lam sau khi đóng tài liệu lại hắn nhìn thanh hương biểu cảm vô cùng phấn khích nhưng vẫn còn một chút ngờ vực cô hương cô thực sự có quyền sao vậy chẳng nhẽ từ trước tới giờ là tôi xem thường cô cô đây mới chính là chủ nhân thực sự của mafia thành phố a sao Thanh Hương không trả lời rõ ràng. Cô không có ý tới đây để tám chuyện với tên này. Cô thuộc chủ trương đánh nhanh thắng nhanh, không thích một kẻ lắm mồm. Ngày mau này, nếu như ngài rõ rồi, tại sao ngài không đưa Nam Long ra đây? Chúng ta trao đổi. Ngài lấy thành phố này, còn tôi. Tôi lấy Nam Long. Tiền Mao bây giờ ở thế chủ động có lợi, hắn thích cái tính cách này của Thanh Hương và càng muốn tham lam nhiều hơn nữa. Ây à, cô hương sao cô lại gấp như vậy cô tới đây rồi thì nói chuyện với tôi một chút nữa thật ra thì từ lâu tôi rất hâm mộ cô hương nếu trong điều kiện thương lượng lần này bao gồm cả cô hương thì tôi không ngại gì mà buông tay nam long ra ngay ngài mao ngài nói như vậy là gì bao gồm cả tôi á <laughs> ngài có chơi nổi không nụ cười dâm dục trên gương mặt dữ tợn của tên mao lúc này càng lúc càng đậm, hắn như một con hổ đang hưng phấn rình rập một con thỏ nhỏ trong hang. Sao lại chơi không nổi chứ? Nếu tôi có chơi không nổi, thì cũng xin cô Hương bỏ qua cho. Báo mũ tôi sẽ cố. Vẫn là tác phòng như cũ, không đợi cho cái tên ngứa đòn trước mặt được nói xong, Thành Hương quang thêm cho hắn một trái bom nổ chậm. Ao à hậu đi tới trước mặt tên mau, Hắn mở iPad trong tay ra, một đoạn video có hai cô bé học sinh trung học đang bị trói trên giường. Hai cô bé này là hai chị em sinh đôi, gương mặt của hai cô bé không khác gì tên Mao là mấy. Tên Mao trợn trắng mắt khi nhìn thấy hai cô con gái ngọc ngào của hắn đang bị bắt cóc, gần xanh nồi cộm. Hắn tức giận, đập tay xuống bàn và quát lớn. Mẹ kiếp, mày, mày dám thành Hương vẫn ngồi trên ghế cô không nóng vội toàn thân tỏa ra lãnh khí cô cười khinh bỉ ngài mao như thế này là bất lịch sự ai làm người lớn lại đi chửi thề như vậy ngài nghĩ rằng trên đời này chỉ có một mình ngài biết bắt cóc người khác còn tôi thì không à tôi chỉ là bắt trước ngài thôi ngài tức giận cái gì ngài phải bình tĩnh chứ ngồi xuống đi đừng có nóng lính của tên mao nghe hắn quát liền xông hết vào trong phòng khách tên nào tên nấy lăm lăm súng trên tay và chĩa thẳng về phía thanh hương tên mao chó cậy gần nhà hắn đứng dậy hùng hổ hăm dọa cô nếu như mày dám động đến hai đứa nó dù chỉ là một cọng tóc thì mày đừng trách tại sao tao độc ác với mày mày nên nhớ nam long đang còn nằm trong tay tao hay là mày muốn nó chết trước có phải không ngài cứ thử đi xem cuối cùng Ngài thiệt hay là tôi thiệt? Con người tôi trước giờ không động vào Phụ nữ và trẻ em Nhưng riêng với ngài mau đây Thì phải tàn nhẫn một chút mới được Nhưng mà ngài yên tâm Chỉ cần Nam Long bình yên rời khỏi đây Thì tôi cũng trả lại Hai cô công chúa đáng yêu cho ngài Hứa danh dự Tôi không để rơi một sợi tóc nào Của hai đứa nhóc kia Ngài nghĩ thử mà xem Tôi giữ con của ngài làm cái gì Bọn nó cũng chẳng đáng yêu. Mày, mày giỏi lắm, mày giỏi lắm. Ngài mau quá khen, đúng là vinh dự cho tôi. Nhưng mà tôi cho ngài ba phút để suy nghĩ. Ba phút bắt đầu. tiền Mao nhìn cái vẻ thong dong điềm tĩnh của Thanh Hương, hắn liền nhớ tới bộ dạng ngứa đòn của Nam Long vừa nãy, trong lòng hắn tức đến nổ hết cả phổi. Mẹ kiếp, Trước khi lên kế hoạch bắt Nam Long, hắn chuẩn bị rất kỹ từ người thân tín của hắn cho đến gia đình của hắn. Tất cả đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Vậy mà tại sao hai đứa con gái của hắn cuối cùng lại bị Thanh Hương bắt cóc chứ? Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Hắn biết, con nhóc xinh đẹp này không phải là dạng tầm thường. Nó là một bông hồng đầy gai nhọn và có thể đâm chết người. Là hắn xem thường cô. Thật là tức chết lại nói đến Vũ Đào. Anh từ trong phòng họp bước ra và trở về phòng làm việc, việc đầu tiên anh làm là gọi cho Thanh Hương, nhưng điện thoại của cô không có tín hiệu. Nghĩ chắc là cô đang ở trên máy bay nên anh không gọi được cho cô. Vũ Đào không gọi nữa, anh đặt điện thoại lên bàn, mở máy để xem tài liệu. Máy tính được mở ra, sổ sách cũng được mở ra, chỉ là không hiểu tại sao tâm tình của Vũ Đào lại rất không được yên ổn anh luôn có cảm giác bất an và không rõ nguyên nhân là từ đâu càng bất an vũ đào lại càng nghĩ đến thanh hương anh nhớ lại cuộc điện thoại vừa nãy của cô và cố gắng tìm ra điểm không thích hợp suy nghĩ một chút vũ đào quyết định gọi cho thanh hương một lần nữa vẫn là không có tín hiệu anh liền chuyển sang gọi cho nam long tiếng nói vang lên trong điện thoại báo hiệu không thể nào liên lạc được chân mày của vũ đào liền cau có Ánh mắt anh đen lay láy, toàn thân tỏa ra một hơi lạnh. Thành Hương không gọi được, Nam Long cũng không gọi được. Chẳng bao giờ lại có sự trùng hợp bất ngờ như vậy. Chắc chắn là không bao giờ có. Nhanh chóng trong tích tắc, sau khi cho người điều tra được thông tin xuất cảnh của Thanh Hương, biết được cô đang có mặt tại thành phố Cửu, trái tim của Vũ Đào như bị bóp nghẹn. Trong lòng anh, như có một ngọn núi thật lớn thật lớn đè xuống, tâm tình nặng trịch đầy khủng hoảng. Nhưng mà bây giờ, anh phải cố gắng giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh để còn đi tìm Thanh Hương. Về chuyện ân oán của Nam Long với tên Mao, vào thành phố Cửu Vũ Đào gần như là có biết đôi chút, vậy nên khi biết Thanh Hương đến thành phố này, anh liền đoán được một chút tình hình hiện tại. Bây giờ cả Thanh Hương và Nam Long đều không thể nào liên lạc được, vậy thì rất có thể là do Nam Long gặp chuyện gì đó rồi nên Thành Hương mới bay tới thành phố này để tìm Nam Long. Hiện tại Vũ Đào không thể nào đoán chính xác cục diện, nhưng mẫu chốt thì anh đã nắm được và anh biết bản thân hiện tại cần phải làm gì. Tên Mao của thành phố Cửu cũng là một tên cáo giả, nếu muốn xông vào địa bàn của hắn tìm người, chắc chắn anh phải có sự chuẩn bị trước. Đến cả Nam Long còn gặp chuyện, vậy thì anh không thể nào không cẩn trọng từng bước từng bước. Và nếu như đến bước đường không thể nào chống đỡ được, anh bắt buộc phải tìm đến cậu anh để đưa được Thanh Hương trở về. Ánh mắt hẳn lên một tia lạnh lẽo và tàn nhẫn. Vũ Đào siết chặt điện thoại đang gọi trong tay. Một thân sát khí khinh người. Không cần biết tên Mao kia là ai và không cần biết mục đích của hắn là gì. Cho dù đôi tay này có phải nhúng chàm thì anh nhất định phải đưa Thanh Hương bình an trở về. Thực sự không được một chút sứt mẻ nào. Dù có đổi mạng, anh cũng không tiếc. Thành Hương lúc này thì hoàn toàn không biết tính toán của Vũ Đào. Cô lại càng không biết anh sẽ đưa người đi cứu cô. Cô chỉ biết trước mắt mình phải cứu được Nam Long. Dù cho bất cứ giá nào, cô phải đưa Nam Long ra về. Tình hình đàm phán dần có lợi cho cô. Cô cũng nghĩ tên Mao chắc chắn sẽ giao người. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Ngay lúc mấu chốt lại xuất hiện thêm một nhân vật mang tính chất sát thương cực kỳ khủng bố đó chính là lão đại của quyên lão đại của quyên và tên mao hợp tác với nhau sao một người đàn ông luống tuổi với gương mặt gầy gò xuất hiện trong phòng khách rộng lớn ông ta chống gậy gỗ chạm rồng đi vào sáng đi vô cùng nhanh nhẹn gậy gỗ trong tay ông ta chỉ là một vật trang trí hoàn toàn không có tác dụng hỗ trợ đi lại mắt ông ta nhìn thẳng với phía thanh hương với một tia lạnh và tàn nhẫn không hề che giấu trên môi ông ta là một nụ cười lạnh chỉ có giọng nói là trầm ấm nhưng lại rất vang cháu gái yêu gặp ta tại sao lại kinh hãi như vậy còn đáng nhẽ phải gọi ta một tiếng cậu đấy còn có biết không đứa nhỏ ngốc này thành hương nhìn nụ cười sát khí của lão đại quyên cô không sợ một chút nào ngược lại còn tăng thêm mức độ tàn nhẫn của bản thân mình lên. Hòa ra cô đoán đúng. Bà Hồng chính là em gái của lão đại Quyên. Bọn họ che giấu mối quan hệ này. Đúng là cũng đủ cao tay rồi đấy. Dám xưng cậu với cô sao? Ông ta xứng sao? Muốn dụ cô đến đây để lấy mạng của cô trả thù cho cháu gái Giang Thanh Hoa của ông ta chứ gì? Ông ta chưa có bản lĩnh này đâu. Ông ta quên đi. Thành Hương đối với thái độ muốn giết chết cô của lão đại Quyên. Cô trước tiên là già vờ, cố tình không hiểu chuyện gì để tiếp tục moi thêm thông tin từ lão ta cô nhíu mày nhìn thẳng vào lão giọng nói của cô cực kỳ bình tĩnh ông nói ông là cậu của tôi sao rốt cuộc ông là ai chứ lão đại sqin là cáo già của cáo già lão ta chỉ cần chớp mắt thì cũng nhận ra được là thanh hương đang giả vờ họng súng chĩa thẳng về phía cô ông ta gằn giọng Cháu gái yêu này, mày giả vờ làm cái gì? Trước mặt tao thì tốt nhất mày đừng có bày trò. Tao không có kiên nhẫn đâu. Thầy lão Quyên không thèm diễn trò với cô. Thành hương bĩu môi, cô dường như không thấy họng súng, đang chĩa về phía mình. Thái độ bình thản còn hơn nước. Lão đại, ông chẳng có thú vị chút nào. Và ông chẳng giống với cháu gái Giang Thanh Hoa của ông chút nào. Để tôi nói cho ông biết nhé. Giang Thanh Hoa thích nhất là diễn kịch trước mặt tôi. Vậy xem ra cháu gái ông lại chẳng giống ông. Thực sự quá thất vọng. Lão Quỳnh cười khinh, ông ta nhìn Thanh Hương bằng một ánh mắt sát khí, từng giây từng phút đều như muốn lấy mạng của cô. Cháu gái của tao có giống tao hay không? Không đến lượt mày ý kiến. Mày sắp chết đến nơi rồi, mà còn lắm mồm. Mày cứ để hơi mà xuống dưới âm phủ ấy. Kể tội tao cho Diêm Vương. Dành con. Dừng lại khoảng vài giây, lão quyền tay bóp cò. Chỉ cần một chút lực là đủ lấy mạng của Thanh Hương ngay lập tức. Bảy năm trước, ấy, đáng lý tao phải giết chết mày ngay từ đầu. Thì ngày hôm nay, mày không gây ra được nhiều chuyện hại cháu gái của tao như vậy. Mày chỉ là một đứa con hoang, được em tao nuôi dưỡng mày. Mày không biết ơn, mày lại còn muốn mang tâm tư trả thù à? Được, hôm nay để tao kết liễu cuộc đời của mày tại đây. Nếu có bản lĩnh Thì mày làm quỷ làm ma Về đây mà tìm tao trả thù Còn khốn Thành Hương biết lão Quyên Không giống với tên Mao Tên Mao là còn kiêng kỳ Nhưng lão Quyên này thì độc ác hơn nhiều Lão mà chắc chắn ra tay Thì ngày hôm nay phải lấy mạng của cô Nhưng đâu phải là lão muốn giết Thì cô để yên cho lão giết đâu Bảy năm trước Cô chỉ là một con nhóc chói gà không chặt nhưng mà cô còn không chết được cơ mà Vậy thì nói gì là 7 năm sau Muốn giết được cô Căn bản là lão Quyên này Không có được bản lĩnh ấy Thành Hương thực sự không sợ họng súng của lão Quyên Cô nhìn thẳng về phía lão Khi thế sắc lạnh Cô nói rõ từng chữ Ông vội cái gì chứ Ông muốn giết đi Thì cứ từ từ Tôi ở đây rồi Tôi rơi vào bẫy của ông rồi Ông còn sợ cái gì nhưng mà trước khi chết, ông để tôi nói mấy lời với ngài Mao nhé. Tôi với ông ấy đang còn chuyện chưa nói xong với nhau. Tên Mao vừa rồi mặt đỏ tía tai, bây giờ có lão Quyên chống lưng, hắn liền trương ra cái bộ mặt dâm dục thèm nhỏ dãi. Không đợi Thành Hương nói hết ý, hắn liền bật cười đê tiện. <cười> sao sao sao? Cô Hương à, cô muốn thương lượng gì với tôi nào? Còn muốn uy hiếp tôi nữa không? nói cho tôi biết nào 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 lão đại bây giờ bắn một phát ý, thì cô chết tươi và cô chẳng kịp động đến hai đứa nhỏ nhà tôi đâu thế nên cô đừng có hòng mà giờ trò nhưng mà nề tình bạn cũ cô hương à cô chỉ cần phục vụ tôi một đêm tôi sẽ xin lão đại kéo dài tuổi thọ cho cô thêm một đêm nữa ây trước khi chết còn được sung sướng một trận thì quá hời cho cô hương rồi còn gì tôi hứa tôi không làm cho cô hương thất vọng đâu thành hương cực kỳ chán ghét cái bộ mặt dâm dục này của tên mau cái tên này trong đầu chỉ toàn là những chuyện bỉ ổi thì làm gì có thể làm nên được chuyện chứ đợi cô cứu được nam long cô sẽ cho hắn ta hưởng thụ cái cảm giác sung sướng đến chết là như thế nào xoay sang ra hiệu cho a hậu a hậu nhận lệnh liền mở ipad phát ra một đoạn video không rõ là được ghi lại hay là đang quay trực tiếp trong màn hình, hai cô con gái ngọc ngà của tên Mao khóc lóc đến long trời lở đất, xung quanh người của hai cô bé còn được quấn một vòng dây, nhìn sơ qua là biết đây chính là bom. Lúc này Thanh Hương tháo một chiếc nhẫn trên tay xuống, cô không đợi tên Mao kịp có phản ứng, cô liền dõng dạc tuyên bố. Ngài Mao này, ngài chơi không đẹp. Vậy thì ngài đừng trách tôi chơi không đẹp cùng với ngài chiếc nhẫn này có một cái nút chỉ cần tôi ấn vào đó thì chà chà hai cô bé xinh đẹp như thế này mà chết oan uổng như vậy thật là đáng thương tên Mao nghe xong mặt đỏ hơn máu hắn ta điền tiết gào ẩm lên mày còn khốn kìa mày thả con tao ra mày dám động đến chúng tao phanh thây mày cho chó ăn thành hương nhíu mày cô cười lạnh ngày mau Ngài ồn ào quá. Ngài rõ ràng biết là tôi có bản lĩnh giết chết con ngài. Ngài đang hù dọa tôi á. Để được cái gì nào? Chết là hết. Còn muốn phanh thây, ngài nghĩ rằng tôi là người sợ bị phanh hay sao? Thế mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì? Từ đầu Thanh Hương đã nắm được thế chủ động để lật ngược ván cờ. Chẳng qua giữa trường xuất hiện lão Quyên nên kế hoạch của cô có chút khó thực hiện hơn nhưng chỉ là khó khăn hơn một chút thôi cô thừa tự tin để thắng được trận này không nhiều lời vẫn là giao kèo như trước đưa nam long ra đây tiền mao còn chưa kịp nói gì thì lão quyên lại gằn giọng cảnh cáo mày đừng có nằm mơ còn tin ấy, đã nằm trong tay của tao dù bọn tao có đồng ý đưa nam long ra thì mày mày cũng giết chết hai đứa nhỏ Mày muốn chơi trò tâm lý với tao sao? Mày chưa đủ bản lĩnh đâu. Là ông nói với tôi đi nhá. Tôi cũng không muốn giết người đâu. Hai cô bé này có chết. Tất cả đều là do ông. Là do ông muốn tụi nó phải chết đấy nhá. Thành Hương thực sự không hù dọa. Tay cô đặt trên mặt chiếc nhẫn, lực từ ngón tay. Và không giống như đang diễn trò. Chỉ có điều ngay khi cô vừa định ấn vào nút đó, thì tên Mao đã hết ẩm ý nước mắt nước mũi tèm lem người đâu đưa cái thằng chó nam long ra đây kéo nó ra đây hét xong hắn ta lại như muốn van xin thanh hương giọng điệu xuống nước thấy rõ cô hương à chuyện của người lớn đâu có liên quan gì đến mấy đứa nhỏ đâu tôi đưa nam long ra cô đưa chiếc nhẫn cho tôi có được không được không thanh hương chỉ chờ có như vậy cô khẳng khái đồng ý ngay nếu như từ đầu, ngày mai mò chịu hợp tác thì đâu có dọa hai cô bé kia phải sợ hãi như vậy chứ. Ngài làm cha, đúng là tệ thật đấy. Lão Quyên lúc này đã tức tới cao có mặt mày. Lão dùng gậy gỗ chọc vào bụng của tên Mao, giận dữ quát lớn. Mày là cái đồ vô dụng. Tên Mao vừa bị đánh, vừa bị chửi, lại vừa mới trải qua cơn sợ hãi tột độ hắn ta lúc này chẳng dám hé nửa lời đắc tội với ai nữa là rụt cổ mà chờ đợi thanh hương đưa chiếc nhẫn đang giữ mạng sống của con gái cho hắn hắn rõ ràng không phải là một kẻ vô dụng nhưng ai biết được người đàn bà xinh đẹp trước mặt này lại có một thủ đoạn tàn nhẫn như vậy lão quyên nhìn về phía thanh hương trước sau gì thì chúng mày cũng phải chết thôi coi như tao làm phước để chúng mày được chết cùng với nhau Thành Hương không trả lời Cô chỉ nhìn Lão Quyên Nhìn Lão ta bằng ánh mắt lạnh như băng ngàn năm Giữa cô và Lão Quyên Còn rất nhiều chuyện để nói với nhau Nhưng lúc này không phải là lúc Để bàn lại chuyện xưa Đành hẹn Lão ta vào dịp gần nhất Giật nhanh chỉ mấy phút sau đó Người của tên Mao Đã kéo Nam Long và trợ lý Hưng ra ngoài Nam Long vẫn là một bộ dạng yêu mị Không sầu không ưu Chồng còn có chút lười nhác Cực kỳ ngứa đòn chỉ có điều sau khi nhìn thấy thanh hương đang đứng trước mặt nam long như hoàng sợ nếu không bị giam giữ thì anh đã bay thẳng tới trước mặt cô mà hét lớn hương à sao em lại ở đây nghe làm lòng hỏi như vậy thanh hương cảm thấy đúng là bất mãn cô nhàn nhã đáp anh bị bắt cóc đến ngốc luôn rồi đi à thế chẳng nhẽ em đến đây để tìm bọn họ tâm sự sao nam long biết là anh hỏi thừa cô nhưng mà anh quá lo cho cô cái cảm giác lo lắng này thanh hương không thể nào hiểu được đâu anh biết thanh hương của anh có bản lĩnh nhưng cô bây giờ là em gái ruột của anh là em gái ruột thực sự của anh đấy anh không thể nào để cho cô gặp mạo hiểm đặc biệt còn gặp mạo hiểm vì đi cứu anh nếu lỡ như cô xảy ra chuyện gì ở đây thì mẹ kiếp anh thực sự không dám nghĩ tới hốc mắt đỏ lên vì xúc động nhưng Nam Long biết bây giờ mình cần phải làm gì, không thể nào để công sức của em gái anh đủ sông đổ biển. Anh tạm thời sẽ nghe theo sự sắp đặt của cô, phối hợp cùng với cô. Nhưng nếu như xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì tính mạng của cô vẫn là được ưu tiên hàng đầu. Nam Long im lặng, anh không trả lời, vẫn là bộ dạng vô ưu đó. Nhưng mà ánh mắt anh nhìn Thanh Hương đã khác đi, là một ánh mắt tin tưởng tuyệt đối. Nhìn thấy ánh mắt kia của Nam Long, Thanh hương đáp lại bằng một cái nhìn chấn an lúc này cô mới nói với tên mao đang sốt ruột đến phát khóc nam long qua đây nhẫn đưa lại cho ngài tên mao gật đầu hắn làm gì dám chống đối còn khom lưng cúi người trước thanh hương được được cô hương cẩn thận làm ơn đừng chạm vào chiếc nhẫn kia cẩn thận cẩn thận Lão Quyên tức đến muốn đã cho tên ma vài cái bởi vì chính hắn là người làm hỏng tất cả mọi kế hoạch của hắn. Có điều, Lão Quyên chẳng lo lắng bởi vì cho dù Nam Long và Thanh Hương có gặp được nhau thì ngày hôm nay cả hai người họ đều phải chết tại nơi này. Nhưng để phòng ngừa trước sau, Lão Quyên vẫn quyết định giữ một người lại, chỉ thả một người đi. Chỉ tay về hai người Nam Long và trợ Lý Hưng, Lão Quyên nói lớn. Hai đứa mày chỉ được đi một đứa. Còn một đứa phải ở lại làm con tin. Thanh Hương không đồng ý. Cô phản đối. Tôi không đồng ý. Tên Mao sốt ruột muốn chết. Hắn rất muốn thả đi cả hai. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt muốn giết luôn cả hắn của Lão Quyên. Hắn liền co người lại. Bật đắc dĩ chỉ có thể nghe theo ý của Lão Quyên. Mẹ kiếp. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hối hận như bây giờ. Nếu như biết trước là có chuyện này Thì thả hắn chết Cũng không thèm bắt tay với lão Quyên Bây giờ thì hay rồi Chỉ có lợi cho lão Quyên mà thôi Lão Quyên chọc gậy gỗ Vào người của trợ lý Hưng Lão ta ra lệnh Mày đi về bên đây Để Nam Long ở lại đây Hoặc là một trong hai đứa bay đi Hoặc là tao cho chết cả đám Tao chỉ có thể nhân nhượng đến đây Bọn mày đừng có được đằng chân Lấn lên đằng đầu Nam Long biết lão Quyên không dễ dàng gì nhượng bộ. Lão chịu để cho trợ lý Hưng đi là nề tình tên mau lắm rồi. Lại nhìn đến Thanh Hương, thấy được ánh mắt kiên định của cô. Nam Long liền đưa ra quyết định. Hưng này, cậu đi đi. Bảo vệ cho Hương Hương. Không được đâu thưa cậu. Đi đi. Đây là mệnh lệnh. Phải bảo vệ sự an toàn của Hương Hương. Cậu đi đi. Dưới sức ép từ mệnh lệnh của Nam Long, trợ lý Hưng không thể nào làm gì khác. Anh nhận lệnh, sau đó đi thẳng về phía Thanh Hương, an toàn đứng cạnh cô chủ nhỏ của Vương An. Thấy một tên đã đi về phía bên kia, tên Mao liền suốt ruột và kêu to. Cô Hương à, chiếc nhẫn! Thanh Hương nói được thì sẽ làm được. Cô trước là nhìn về Nam Long, sau đó mới ném chiếc nhẫn cho tên Mao mà tên mao sau khi hốt hoàng chộp được chiếc nhẫn hắn ta dồn dày đặt chiếc nhẫn vào trong một cái hộp sau đó cất đi rất cẩn thận như sợ chạm bậy bạ thì chiếc nhẫn này sẽ phát nổ ngay lập tức thế cục bây giờ hoàn toàn bất lợi cho thanh hương bởi vì nam long vẫn còn ở phía đó anh chưa từng về phía bên này thanh hương suy tính một chút như đã hạ quyết tâm cô quyết định tung ra chiêu cuối cùng nháy mắt ra hiệu cho A Hậu. A Hậu liền nhanh chóng mở iPad, thao tác rất nhanh. Chỉ vài giây sau, A Hậu đã nghiêm giọng báo cáo. Cô Hương à, đã xong. Trước sự ngờ vực của phía lão Quyên, Thanh Hương lúc này nở một nụ cười lạnh đến thấu xương. Cô lấy từ tay A Hậu một cây máy nhỏ giống như máy bấm giờ. Giọng của cô vang vang trong không khí. Lật bài luôn bây giờ nhé. Bây giờ, hoặc là đưa Nam Long sang đây hoặc là tất cả chúng ta cùng chết. Lão thấy thế nào? Tên Mao chưa kịp định thần được thì lại gặp thêm một cú sốc mới. Hắn nhìn nút bấm có đèn đỏ nhỏ trong tay thanh hương. Hắn ta ngỡ ngàng, lắp bà lắp bắp. Bọn mày, bọn mày cài bom hẹn giờ trong nhà tao. Thành Hương thản nhiên gật đầu, khi thế của cô không sợ trời, không sợ đất. Ngày Mao đoán rất hay, rất tiếc là tôi không có kẹo. Nếu như có kẹo thì tôi lại thưởng cho ngài rồi, bởi vì ngài đoán đúng. Tiền Mao trợn tròn con mắt, hắn ta run rẩy đến tội nghiệp. Làm sao có thể? Mày giả dạ vờ, làm làm sao có thể được chứ? Tiền Mao còn chưa dứt lời thì lính của hắn từ bên ngoài chạy vào báo cáo. Lão đại, có bom, có bom. Tiền Mao lúc này mặt cắt không còn giọt máu bom ở đâu là tên chó nào cải bom hả không biết thưa lão đại nhưng mà thực sự có bom tên mao còn đang thất thần thì lão quyên lại đá vào bụng của tên mao vài phát vừa đá lão ta vừa quát mẹ kiếp vô dụng nhà của mày mà mày để tụi nó gài bom lúc nào mà mày không biết sao mày vô dụng nói xong lão quyên liền chĩa súng vào đầu của nam long lão cao mày nhìn thanh hương giọng gần đến khàn đặc. Đổi thằng này, lấy nút bấm trong tay của mày. Nhanh lên! Lão vừa nói vừa dí sát súng vào đầu Nam Long, biểu cảm dữ tợn như có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Là lão xem thường con nhóc đó, là lão sơ xuất. Hiện tại, lão bắt buộc phải thòa hiệp, giữ được tính mạng trước, còn mọi chuyện tính sau. Lão cũng không tin là lão không còn cơ hội để tự tay giết chết con nhóc kia Thành Hường biết đây chính là giới hạn cuối cùng của Lão Quyên Mà ý đồ của cô chỉ có như vậy Vậy nên cô liền lập tức thỏa hiệp Đổi nút bấm kích hoạt bom Để lấy Nam Long Đích thần Lão Quyên đem Nam Long sang trao đổi Lão dí súng vào đầu của Nam Long Đẩy anh về phía cô Đến trước mặt cô Lão vẫn chưa buông tha cho Nam Long Phải đến khi tận tay Lão Lấy được nút bấm lão mới đá Nam Long ra, sau đó vội vàng rút về phía của lão. Người của lão Quyên và tên Mao sau khi lấy được nút bấm kích hoạt thì liền rút quân. Một đám hộ tống hai tên lão đại ra ngoài, một đám thì chĩa súng về phía Thanh Hương và Nam Long. Hai bên rằng co mất chục phút, đợi đến khi lão Quyên và tên Mao ra đến cổng biệt thự thì lão Quyên mới ấn nút kích hoạt cho bom nổ. Trước khi rời đi, Lão không quên nói vọng vào bên trong thật lớn, là thái độ ngạo mạn của một kẻ chiến thắng. Hẹn gặp bọn mày kiếp sau. See you again. Tích tích tích, từng tiếng báo hiệu của bom hẹn giờ vang lên, thông báo bọn họ chỉ có 3 phút để tìm đường thoát thân. Thành Hương nhìn Nam Long, đợi khi người của lão Queen và tên Mao đóng chặt toàn bộ cửa trong biệt thự, không để lọt lấy một lỗ trống. Thành Hương lúc này mới nắm lấy tay Nam Long. Không rõ cô đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt của cô rất sáng. Nam Long à, anh đi đi. Nhất định phải sống sót. Và nhớ, trả thù cho em. Học mắt Nam Long ửng hồng, anh chạy theo Thanh Hương, giọng nói trầm khàn văng vẳng bên tai cô. Em gái, cho anh trai xin lỗi. Thanh Hương quay đầu lại nhìn anh, Cô không rõ lắm ý nghĩa của câu nói này. Cô chỉ biết Nam lòng có hơi lạ một chút, còn lạ chỗ nào thì cô không có thời gian để suy đoán. Em gái sao? Anh trai sao? Cách xưng hô này thực sự lạ lùng làm sao? Bỗng ẩm, một tiếng nổ lớn vang lên. Căn biệt thự phút trước còn sừng sững nguy nga thì bây giờ đã bị bao bọc bởi khói bụi mù mịt. Lão Quyền ngồi trong xe hơi, lão đưa mắt nhìn về phía căn biệt thự, Môi nhếch lên, nở ra một nụ cười tự mãn. Lão thầm nghĩ, <laughs> đúng là một đám ngu dốt, cứ tưởng bản lĩnh thế nào, cuối cùng lại là tự mình chôn lấy mình. Nhưng mà như vậy càng tốt, giết một mà chết hai, lại đỡ cho lão bao nhiêu chuyện. Giang Thanh Hương à, bây giờ thì mày phải biến thành quỷ, mày mới có thể về trả thù tao. Còn ngu, mày chỉ là một con ngu. Lúc Vũ Đào đến thì biệt thự bị nổ tung từ bao giờ. Bên trong khói bụi mù mịt, anh không thể nào xông vào bên trong được. Vũ Đào định chạy vào trong tìm Thanh Hương nhưng người của anh đã ngăn lại. Bọn họ phát hiện cảnh sát đang đến. Vậy nên Vũ Đào bắt buộc phải rời đi trước khi cảnh sát phát hiện ra anh. Vũ Đào không đồng ý. Dù hôm nay trời có sập xuống thì anh nhất định phải tìm được Thanh Hương. Phải đón được cô trở về. Trong lúc rằng co qua lại, điện thoại của Vũ Đào đột nhiên reo lên, là tiếng tin nhắn gửi đến. Vũ Đào đáng lý không còn tâm trạng để xem, nhưng chẳng hiểu tại sao linh cảm nào động lực nào lại thôi thúc anh trong lúc hoàn loạn này, phải mở điện thoại để xem tin nhắn. Sau khi đọc xong được tin nhắn, Vũ Đào liền tức tốc lên xe rời đi, để lại một đống đồ nát hoang tàn và không thèm nhìn đến một cái. Thành hương của anh à, cầu trời cho cô bình an vô sự, dù đổi lấy tuổi thọ của anh cũng được chỉ cầu cho cô bình an cầu cho cô vĩnh viễn bình an thông tin giang thanh hương đột nhiên biến mất đã chuyển đi khắp hang cùng ngõ hẹp trong giới hào môn hiện tại tất cả mọi người đều biết thanh hương vì quá xấu hổ khi bị nhà họ giang từ mặt nên đã âm thầm rời đi đến cả trấn vũ đào cũng không biết là cô đã đi đâu ngài nói trước khi giang thanh hương biến mất Cô có đến nhà họ Giang để xin lỗi, nhưng mà bị ông bà cụ Giang đuổi đi, không chấp nhận lời xin lỗi của cô, cũng không cho cô bước vào trong nhà. Cuối cùng phải nhờ đến Giang Thanh Hoa đứng ra thay mặt Giang Thanh Hương nói vài lời thì thái độ của ông bà cụ Giang mới dịu xuống được một chút, nhưng vẫn không đồng ý tha thứ cho Giang Thanh Hương. Còn nghe nói Trần Vũ Đào cũng vì những tin đồn xấu kia mà chia tay với Giang Thanh Hương bọn họ bây giờ đường ai nấy đi không còn quan hệ yêu đương gì nữa bà hồng và giang thanh hoa vui vẻ đưa nhau đi mua sắm trong trung tâm thương mại lớn sắp đến tiệc mừng thọ của giang lão gia bà hồng muốn nhân cơ hội này đưa thanh hoa xuất hiện kéo lại thanh danh cho con gái sau khi đi thử lễ phục hai người bọn họ ghé vào cửa hàng trang sức mua hai bộ trang sức vô cùng đắt tiền ngồi trong phòng dành cho khách vip thanh hoa tươi sáng bừng bừng Cô ta hỏi ngay. "Mẹ à, bao giờ thì con được gặp cậu à mẹ?" Bà Hồng vẫn đang xem thêm các mẫu đá quý để mua cho con gái, nghe con gái hỏi, bà dịu dàng đáp ngay. "Khi nào có cơ hội thì cậu sẽ đến gặp con. Nhưng mà con nhớ, chuyện của con với cậu phải được giữ kín kể cả ba con, con không được tiết lộ, nhớ chưa?" "Con nhớ rồi mà, mẹ yên tâm." Con không để ai biết chuyện của cậu đâu Dừng lại một chút Như không thể nào giấu được sự tò mò Giang Thanh Hoa lại hỏi tiếp Nhưng mà mẹ ơi Chuyện năm đó ôm nhầm con Mẹ có thể kể cho con nghe được sự thật không à mẹ Nghe con gái hỏi về chuyện xưa Bà Hồng mặt không chút biến sắc Bà ngước mắt nhìn con Biểu cảm nhẹ nhàng nói với con Sự thật sao Không có sự thật nào ở đây cả con chỉ cần biết, việc mẹ để con bị lạc khỏi mẹ 12 năm là một việc vô cùng kinh khủng đối với mẹ. Con cần có một cuộc sống tốt, những chuyện không tốt kia không có liên quan tới con. Sau này, con đừng hỏi tới nữa, hiểu chưa nào? Bà Hồng không muốn nói, Giang Thanh Hoa cũng không dám hỏi thêm. Cô ta biết mẹ cô ta là một người phụ nữ dịu dàng và rất thương con. Những việc mà bà ta có thể nói, bà ta đều nói cho cô ta biết còn những thứ mà bà ta không nói ra vậy thì tốt nhất cô ta đừng có tò mò mà thực ra chuyện trong quá khứ cũng không quá quan trọng với cô ta miễn sao bây giờ cuộc sống của cô ta tốt đẹp kẻ thù duy nhất cũng đã biến mất khỏi cuộc sống của cô ta đối với cô ta như vậy là quá hoàn hảo rồi à quên nữa ngay cả vũ đào cũng đã thay đổi thái độ với cô ta cô ta thực sự vui đến ngủ cũng có thể cười tươi được cơ mà sau khi mua sắm xong, Thanh Hoa nói với bà Hồng là cô ta muốn đi tìm Vũ Đào. Bà Hồng nhìn thấy gương mặt rạng rỡ ngập tràn tình yêu của con gái. Trong lòng bà có hơi lo lắng. Thanh Hoa này, con phải quan sát kỹ xem Vũ Đào có thật lòng hay không. Trước kia nó với Thanh Hương nghĩa nặng tình sâu. Sao chỉ trong vòng có mấy ngày mà lại thay đổi thái độ với con nhanh như vậy được chứ? Con cũng không phải là không biết con người của Vũ Đào Thời gian 7 năm Thanh Hương biến mất, nó không thèm đoái hoài gì tới con cơ mà. Bây giờ tự dưng lại Giang Thanh Hoa biết mẹ cô ta đang lo lắng chuyện gì, nhưng mà cô ta biết cô ta cần phải làm gì và cô ta nhận ra được rằng Vũ Đào đang như thế nào chứ. Vậy nên cô ta hoàn toàn tự tin về bản thân của cô ta. Mẹ à, con biết mẹ đang lo lắng chuyện gì, nhưng mà mẹ yên tâm đi con gái của mẹ đủ thông minh để nhìn ra được ai thật, ai giả. Trước đây là vì Vũ Đào không biết những chuyện kia của Thanh Hương, nên anh ấy mới luôn nghĩ Thanh Hương là một cô gái tốt. Bây giờ sự thật phanh phui rồi, Vũ Đào là hoàn toàn thất vọng với Thanh Hương rồi. Hơn nữa, còn còn cố ý để lộ ra thông tin. Thanh Hương theo một tên đại gia ra nước ngoài để làm tình nhân của lão. Vũ Đào cũng biết chuyện này. Với cái danh tiếng xấu như vậy Thì mẹ nghĩ xem Vũ Đào còn yêu Thanh Hương được hay không chứ Dừng lại một chút Thanh Hoa cười rất tươi Là một nụ cười của kẻ đắc ý Mà cho dù Vũ Đào Có liến tiếc Thanh Hương Thì sao à mẹ Nó bây giờ chết rồi Còn đâu mà nhớ mà mong chứ Có thể bây giờ Vũ Đào đau lòng Nhưng thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất Con cũng không tin Là một hai năm nữa Vũ Đào vẫn không chấp nhận con Mẹ à, gần đây anh ấy chịu nói chuyện với con. Đây là một tín hiệu rất tốt. Mẹ phải ủng hộ con chứ. Mẹ biết là con thích vũ đào mà. Ngoài anh ấy, con sẽ không cưới ai đâu. Bà Hồng nhìn dáng vẻ ương bướng của con gái. Bà không hề giận một chút xíu nào. Ngược lại còn cưng chiều giang thanh hoa nhiều hơn. Bà cảm thấy con gái của bà thì phải ngang ngược một chút. Như thế mới xứng với danh xưng đại tiểu thư của nhà họ Giang trên môi là nụ cười ngọt ngào ánh mắt chiều mến bà nói với thanh hoa mẹ thì lúc nào mà không ủng hộ con mẹ là mẹ chỉ sợ vũ đào nó không thật lòng với con sợ nó làm khổ con con gái ạ à? sẽ không có chuyện đó đâu mẹ con ở gần vũ đào con biết rõ anh ấy đối xử với con như thế nào nếu anh ấy không thích con hoặc là có ý đồ gì đó với con con chắc chắn sẽ nhận ra được con gái của mẹ dư sức Đối phó được với mấy chuyện này mà Hơn nữa Con không để cho bản thân con Phải chịu thiệt thòi đâu Mẹ, mẹ yên tâm nhé Bà Hồng còn muốn khuyên con gái thêm một chút nữa Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực của con Bà nghĩ lại thôi Cứ để cho Thanh Hoa muốn làm thế nào Thì làm vậy Con gái của bà từ nhỏ Đã chịu thiệt thòi Hạnh phúc chưa được bao lâu lại bị cái thứ yêu nghiệt Giang Thanh Hương hãm hại, khó khăn lắm con gái của bà mới có sức sống trở lại, bà thực sự không muốn làm cho con gái bà thất vọng. Còn về phía Vũ Đào, nếu như cậu ta không thật lòng với con gái của bà, thì bà vẫn có cách bắt cậu ta phải thật lòng. Đến cả Dương Nam Long mà bà còn trị được thì một trần Vũ Đào là cái gì chứ? Chỉ cần là những thứ mà con gái bà thích bằng bất cứ giá nào, bà phải lấy về bằng được cho con gái của bà, kể cả là chuyện giết người. Vũ Đào gần đây ngoài đến công ty thì buổi tối nào anh cũng đi uống rượu, giải sầu trong quán bar, ngày nào cũng uống, người cứ như rơi vào hũ hèm. Tấn Kiên và Thiệu Phong rất muốn khuyên Vũ Đào, nhưng mỗi lần định mở miệng thì Vũ Đào lại trừng mắt, vậy nên bọn họ không dám nói thêm đành để mặc anh muốn như thế nào thì như thế đó và tối nay cũng giống như mọi tối vũ đào ngồi một góc dưới quầy ba anh uống rượu của anh ai đến anh cũng không thèm để ý và chẳng ai dám tiếp cận với anh cả lúc sang Thành hoa tới thì vũ đào uống gần được nửa chai rượu nhìn thấy bộ dạng suy sụp như vậy của anh thanh hoa vừa đau lòng lại vừa ghi hận thanh hương cô ta nghĩ may mà thanh hương đã chết chứ nếu không thì cô ta đã nói với cậu, băm thay thanh hương, thành trăm mảnh mới khiến cô ta hạ giả. À mà thôi đi, bị bom nổ tung thì cũng giống như phanh thây rồi, cũng không nên ác quá với người đã khuất như vậy. Tất nhiên, khi nhìn thấy những chuyện này, trong lòng cô ta lại càng căm tức. Tấn Kiên nhìn thấy hoa tới, biết cô ta muốn đi tới chỗ vũ đào, Tấn Kiên liền đến bên cạnh hoa. Em tới nói chuyện với vũ đào đi à? cẩn thận một chút tâm trạng của cậu ấy ngày hôm nay không được tốt đâu thanh hoa tò mò có chuyện gì thế ạ à? hôm qua em thấy anh ấy còn tốt mà thì còn chuyện gì nữa đều là vì thanh hương thôi tưởng có chuyện gì nếu chỉ là chuyện của thanh hương thì quá đơn giản thanh hoa gửi cho tấn kiên một ánh nhìn trấn an nếu là vì chị ấy thì anh yên tâm em có thể khuyên được anh vũ đào ừ. Nếu như em khuyên được thì tốt Nhưng đường ép vũ đào Cậu ấy thích hương hương thế nào Em là người hiểu rõ có phải không Em rõ chứ Và em biết bản thân em Đang làm gì mà Em không xen vào chuyện của chị Và anh Vũ Đào Em chỉ muốn anh Đào đừng đau lòng nữa thôi Còn chuyện về anh ấy như thế nào đối với em Dù phải đợi bao nhiêu lâu Thì em cũng đợi Nói thêm mấy câu nữa, Thành Hoa liền đi tới chỗ của Vũ Đào. Tấn Kiên nhìn về phía hai người bọn họ, trong lòng anh không rõ vì sao lại dâng lên một loại cảm giác không được hợp lý cho lắm. Chuyện Thành Hương đột nhiên biến mất đã là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Bây giờ lại đến chuyện Vũ Đào thay đổi thái độ với Hoa Hoa. Nghĩ kiểu gì thì Tấn Kiên đều thấy không thể nào yên tâm được. Anh thực sự không rõ rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, nhưng anh có linh cảm dường như sắp sửa sẽ có một chuyện gì đó vô cùng kinh thiên động địa xảy ra. Đúng là mọi chuyện lại khiến cho anh phải lo lắng. Vũ Đào say đến mức ngã gục, Giang Thanh Hoa đưa anh về, dìu anh vào trong phòng nghỉ ngơi. Giang Thanh Hoa lau mặt cho anh, sau đó lại giúp anh tháo giày tháo vớ. Thanh Hoa một bộ dạng hiền thục và dịu dàng, cô ta lau mặt cho Vũ Đào, vừa lau vừa đau lòng nói với anh. Anh Vũ Đào Anh đừng uống rượu nhiều nữa Không tốt cho sức khỏe đâu Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra Thì anh không thể nào hủy hoại bản thân mình như vậy được Anh làm thế này Em đau lòng lắm Ừ Anh biết Cảm ơn em Giàng Thành Hoa mỉm cười Cô ta vẫn rất cẩn thận chăm sóc cho Vũ Đào Anh đừng cảm ơn em Chỉ cần anh yêu thương bản thân mình Thì em vui lắm rồi À, Bài ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của ông lớn, hôm đấy anh có đến không? Có. Giang Thanh Hoa nhìn Vũ Đào, cô không thấy được vẻ gượng ép trên gương mặt anh tuấn của anh, vậy nên cô ta liền tranh thủ đề nghị tiếp. Vậy ngày hôm đấy, anh làm bạn nhảy của em có được không? Muốn anh đi cùng với em sao? Vâng, thật ra nếu anh không muốn cũng không sao, em có thể hiểu được. Vũ Đào im lặng vài giây, sau đó mới nghe giọng khàn đặc của anh cất lên. Ừ, để anh đi cùng với em. Giàng Thành Hoàng nghe Vũ Đào đồng ý, hai mắt của cô ta liền sáng lên. Cô ta không nhịn được mà mừng rỡ, reo lên thành tiếng. Thật sao? Thật là anh đồng ý sao? Ừ. Bây giờ trời khuya rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi. Anh ổn, em đừng lo sang thanh hoa tuy vui sướng như điên nhưng vẫn không quên tranh thủ là một người phụ nữ hiền dịu cô ta bẽn lẽn thu lại nụ cười ừm không sao đâu mà để em chăm sóc cho anh nhé vũ đào lắc đầu nghe lời anh đi hoa hoa hai chữ hoa hoa rơi vào tai của thanh hoa làm cho cô ta quên hết tất cả mọi thứ phải nói là tim đập chân run sung sướng đến phát khóc Lúc mà Vũ Đào gọi cô ta là Hoa Hoa, cô ta có cảm giác anh còn dịu dàng hơn là khi trước anh gọi Giang Thanh Hương là Hương Hương. Quả thực cô ta không dám tin là rồi có một ngày Vũ Đào lại gọi tên cô ta dịu dàng đến như vậy. Ánh mắt tràn ngập ngọt ngào và hạnh phúc. Giang Thanh Hoa không dám cãi lời Vũ Đào. Cô ta muốn hóa thân thành con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Vậy nên sau khi đáp chăn cho Vũ Đào xong, cô ta đứng dậy, Quyến luyến rời đi, thân hình mảnh rẻ lắc lư qua lại, Uyển Truyền chậm chạp đi ra ngoài, cùng với Uyển Truyền chậm chạp cứ như vậy đóng cửa phòng lại. Mãi đến khi nghe thấy thông báo cửa nhà được đóng, Vũ Đào vốn mơ màng vì say, bỗng nhiên ánh mắt lại trở nên tỉnh táo và thanh lãnh lạ thường. Anh ngồi dậy xoa xoa mi tâm, trong mắt hoàn toàn là tia lạnh giá, không có lấy một chút gì gọi là dịu dàng đá tấm chăn sang một bên, Vũ Đào đi vào trong phòng tắm, anh tắm qua một chút, sau đó thay một bộ quần áo khác, rồi nhảy từ cửa sổ phòng ngủ xuống sân sau. Nhanh chóng anh lên một chiếc xe được đậu sẵn và rời đi. Ngồi trên xe, nghĩ tới Thành Hoa, vừa lắc lư qua lại trước mặt mình, anh muốn nổi máu giết người. Nhưng khi nhớ đến gương mặt đáng yêu của một người nào đó, tâm tình của anh liền dịu xuống, trong ánh mắt của anh tràn ngập thâm tình và sự bao dung. Bé con đang chết, còn muốn bắt anh phải tình trạng ý thiếp với Giang Thanh Hoa sao? Đợi cô khỏe lại, anh phải phạt cô thật mạnh tay mới được. Thành Hương bị thương không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Cơ thể của cô bị chảy xước khá nhiều, nhiều chỗ còn có vết thương hở, cần phải may lại. Nhưng rất may là không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng của cô. Ngày hôm đó, lúc bom sắp nổ, Thanh Hương và Nam Long đã kịp thời chui được vào hầm trú ẩn ở trong căn biệt thự của tên Mao. Nhưng vì nực nổ quá lớn nên tất cả đều không tránh khỏi bị thương, may mắn là không có ai bị mất mạng. Về chuyện gài bom nổ trong biệt thự của tên Mao đều là chủ ý của Thanh Hương. Cô biết thừa trước đây Nam Long đã âm thầm cài người thay đổi thiết kế của căn biệt thự trong lúc tên Mao đang xây dựng, vậy nên cô đã tương kế tự kế, cố tình gài bom, sau đó trốn trong hầm trú ẩn rồi thoát ra ở đường hầm thông lối với hầm trú ẩn, cách biệt thự của tên Mao khoảng 500m. Hầm trú ẩn là do Nam Long nhìn xa trông rộng và chuẩn bị từ trước, lúc anh gài người bên cạnh tên Mao, anh cũng không nghĩ rằng mình lại dùng trong trường hợp này. Thực ra mục đích mà anh cho người âm thầm xây hầm trú ẩn thông ra rừng là anh muốn một ngày nào đó rảnh rỗi, anh lại xuất hiện bất thình lình trong nhà của Tiên Mao để dọa hắn ta một trận ra trò. Còn lại anh đâu có nghĩ lại dùng trong trường hợp này chứ. Tất nhiên là Tiên Mao không biết gì về hầm trú ẩn này mà cả người mà Nam Long đã cài trước. Hắn cũng không rõ người đứng bên cạnh mình chính là tay sai của Nam Long. Bởi vì Nam Long chỉ cài có một người mà người này lại che giấu cực kỳ giỏi bà cũng không nằm trong đội quân lính tinh nhuệ của tên Mao mà nằm trong nhóm làm việc vặt trong nhà nên chắc chắn tên Mao chẳng bao giờ phát hiện ra được. Thực ra thì việc Nam Long bị tên Mao bắt cóc trước sau gì cũng được người mà Nam Long gài ở nhà tên Mao phát hiện ra rồi báo về cho Dương Nam Mẫn cùng với chú Nghị. Vậy nên Nam Long cũng không cần quá lo lắng. Chỉ là anh không thể nào ngờ Người đến cứu anh lại chính là Thanh Hương Và anh không nghĩ rằng Thanh Hương lại dùng cái hầm trú ẩn này Làm con át chùa bài Để giải cứu cả đám Rõ ràng lúc bị bắt Nam Long không nhớ đến hầm trú ẩn này Anh chỉ biết là trước sau gì Anh cũng được cứu ra ngoài Chỉ không đoán được là trường hợp này Lại xảy ra Thủ đoạn của Thanh Hương càng ngày càng mạnh mẽ và ác liệt Dám cài cả bom Để tương kế tựu kế lại còn sử dụng triệt đề người bí ẩn mà Nam Long cài bên cạnh tên Mao. Mưu trí này của cô không thua gì Nam Long, thực sự là cô rất giỏi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Tranh chồng của chị, tác giả Du Phong Vân. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 10 thực sự có quá nhiều nguy hiểm và đến bản thân Tâm An khi đọc à, những, à, những câu từ mà nguy hiểm đến cô gái Thanh Hương và anh chàng tên là Nam Long kia thực sự là Tâm An cũng rất là hồi hộp, à, rất là lo lắng cho tình hình của cô gái tên là Thanh Hương. Nhưng mà thật may mắn bởi vì đến cuối cùng à, cùng với sự thông minh nhanh nhẹn của cô thì cô và Nam Long đã thoát chết và ngay bây giờ chính là âm mưu của cô dành cho cô em gái tên là Thanh Hoa. Thanh Hương thực sự rất thông minh khi dùng người đàn ông tên là Vũ Đào kia để lôi kéo tình cảm của cô gái Thanh Hoa và biết đâu được, chính vì tình cảm mà Thanh Hoa lại rơi vào bẫy tình. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi, tập 11 và tập 12 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào ngày mai còn bây giờ thì cho phép tâm an xin được chào tất cả quý vị chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc xin chào và hẹn gặp lại